chưa bao giờ mà có một cái khuynh hướng lật đổ ông putin cao đến bây giờ ở thế giới này nhiều cái chế độ nhiều quốc gia có độc tài lắm ví dụ venezuela đúng không ví dụ bắc hàn ví dụ cuba độc đảng ví dụ như việt nam nhiều lắm rồi bên mấy nước châu phi nữa rồi bên syria assad nữa nhưng mà người ta không nghĩ chuyện lật đổ Nhưng ông Putin Người ta lại nghĩ lật đổ nhiều Và Tuy là có yêu cầu Có cái nhu cầu đó Có cái ý tưởng đó Nhưng mà lật đổ ông Putin Cũng không phải là dễ cái có thể coi cái hình Gần đây tự nhiên trên Google search Người ta search Cái chữ mà gọi là Cúp Putin đã quý vị thấy không? Search for coup Putin rocketing cao kinh khủng luôn quý vị thấy chưa? Đó quý vị thấy này, Google Trend này từ 27 tháng 2 đến mùng 5 tháng 3. Đây nhá, quý vị thấy không? 12 tháng 3 2020 nè, 2019 nè, 2020 nè, November 2020 nè. Nó đều đều mặc dù là ông độc tài bao nhiêu năm nay, 22 năm nay nhưng mà đến 2022 này quý vị thấy không? nó vọt lên tới 100%. Nó tăng lên tới 100%. Đây con số 100 quý vị thấy chưa? quý vị thấy con số 100 không? Bên phải. Đây là Google search nha. Tức là người ta search. Người ta đi tìm cái chữ là lật đổ Putin. Có nghĩa là con người trên thế giới nó nghĩ chuyện chỉ có lật đổ ông này mới hết thôi. Mình khoan nói đúng sai. Khoan nói phe phái. Ở đây không ai đúng mà không ai sai. Tôi chỉ nói hiện tượng đó là Google search tự nhiên tại sao người ta không search cái gì mà đi search cái này giống như cái hồi uh, Việt Nam hả cái hồi Nguyễn Phú Trọng mà bị tai uh, biến đó. Đã, đi xuống mà gọi là kiên giang về đó đã. thời gian đó Google Việt Nam cái chữ Nguyễn Phú Trọng nó tìm rất nhiều đỉnh của đỉnh luôn đó đó là những hiện tượng thì bây giờ cũng vậy Putin cúp cái chữ này là đỉnh của đỉnh luôn gọi là trending luôn nhưng mà như tôi nói không dễ gì hạ được ông này nhưng mà rõ ràng là lòng người đi tìm cái đó xin nhắc lại ở đây không biết không nói đúng sai ông putin không biết mình không nói ông đúng hay sai chuyện đó chuyện mình chưa nói tới mình đang nói hiện tượng này con người ta đi tìm cái chữ lật đổ Putin nó tăng 100% chấm vào hết nhưng lật đổ ông có dễ không dạ thưa không dễ bởi vì sao trong hơn hai thập niên ông Putin đã thành lập một cái hệ thống có thể nói là che chắn ông rất là vững vàng không ai muốn nghĩ đến chứ đừng nói là làm chuyện lật đổ Putin nghĩ không đủ chết tôi nhớ bên công giáo mấy ông cha có bảo là cái gì trong mười điều răn thứ sáu nhớ mua chớ muốn vợ chồng người Ông bảo nội các con nghĩ thôi là các con đã có tội rồi chưa nói các con đụng tới người ta chưa nói tiếng nhìn đấy. nghĩ thôi là đã có tội thì trong trường hợp này ông vũ tin của không ai dám nghĩ là lật đổ đừng nói chi lật đổ tôi muốn nói như là như thế vậy tại sao vậy à, ông đã lập được ông làm cái gì nhất là cái vụ a cái vụ mà mà mà, mà người ta tìm chiến lật đổ nó còn lên cao đó là bởi vì trong những ngày đó là ông ông thượng Nghệ sĩ Lindsey Graham quý vị nhớ không của đảng cộng hòa tiểu bang South Carolina ông tuyết ra ông bảo phải kiếm người ám sát ông này đó kiếm cái ông mà từng ám sát ông Caesar kiếm cái ông mà từng ám sát một ông Hitler đó 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 đó, đó, nó còn lên bạo nữa đó. đó. thế thì thưa quý vị tại sao mà lật đổ Putin rất khó tôi trình bày cho quý vị kia mai sẽ ra đây Nào. như tôi nói nãy Nghĩ rồi là, là không dám nghĩ rồi <laughs> Chứ đừng nói chỉ là Thứ nhất là gì Ông không để cho quân đội đến gần ông No Quân đội là làm việc quân đội Không có xía gần chúng tôi Bởi lên quân đội Có thể lật đổ chính quyền Quý nhớ ai không Anwar Sadat của Ai Cập thập niên 80 thì phải bị nghĩa là quân đội nghĩa là lúc mà đang diễn hành nhảy tới bắn chống có đạn bắn rồi sau đó ông Mubarak mới lên Mubarak lên là tham nhũng quá bị lật đổ xong rồi này kia ông hồi giáo bầu lên bầu lật đổ bây giờ đưa ông LCC lên đại khái Ấn Độ ở bên Ai Cập thì thưa quý vị ông Putin ông thành lập một cái đội quân có thể nói rằng là bảo vệ ông kinh hoàng. Từ năm 2000 thấy không? Khi mà ông lên làm thủ tướng rồi sau làm tổng thống, ông đã xây dựng một hệ thống là không thể nào lật đổ ông được. Ông dành rất nhiều thời gian và cố gắng để mà thành lập một cái gọi là phương tiện an ninh. Một cái gọi là một cái cái đế chế an ninh mà không thể nào triệt hạ được. Đầu tiên quý vị nên nhớ ông Putin là một cựu nhân viên KGB. Nhiệm vụ KGB là gì? Ngoài chuyện gọi là nói chung là những nhiệm vụ của tình báo quốc gia ngoài nhiệm vụ là chống kẻ thù còn có nhiệm vụ là không để xảy ra những vụ lật đổ chính quyền khi anh nào mà lật đổ là chúng tôi biết tức là không phải chống ngoại xâm đâu mà chống cả nội xâm thì ông Putin là xuất thân từ cái tổ chức đó cho nên ông biết nhiều chuyện lắm à ông biết những cái chuyện gì thấy không và ông biết là quân đội rất nguy hiểm mà không cho quân đội ở gần thế thì khi ông lên làm tổng thống đó ông mới thành lập cái lực lượng gọi là cơ quan an ninh liên bang nó gọi tắt là fsb tức là federal security service đặc trách về phản gián tình báo nội bộ an ninh biên giới và theo dõi người ta cái lực lượng này thưa quý vị nó có nhiệm vụ rất rộng lớn không chỉ bảo vệ an ninh quốc gia mà còn theo dõi ngay cả các tướng lĩnh và sĩ quan quân đội xem anh nào có ý tưởng gọi là không trung thành hoặc là tư tưởng lung lạc đối với tổng thống putin quân đội còn bị nhé bị theo dõi luôn bị fsb theo dõi còn những cái gì nữa tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. ơn cái viện màn mình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về chuyện bây giờ người ta đang để ý người ta tìm coi là chừng nào ông Putin bị lật đổ bởi vì người ta chán ghét chiến tranh ở tại Ukraine. Và tôi đang phân tích cái nghe chuyện đó không phải dễ là bởi vì ông Putin xuất phát là một anh KGB thì ông là trùng ở đó, ông lập ra các cái tổ chức để bảo vệ chính ông bởi vì chính ông đi bảo vệ tổng thống cơ mà bảo vệ cái yêu nhân của nga cơ mà à, hồi nãy tôi có nói cái cơ quan fsb tôi nó lộn fsb là tiền là hậu thân của kgb thì nó thành lập năm 98 lúc đó ông putin chưa làm tổng thống nhưng mà ông là một cụ nhân viên của kgb rồi sau đó ông làm uh, ông được bổ nhiệm làm giám đốc của cơ quan fsb này đã, năm 98 rồi sau đó khi mà ông bầu được bầu làm tổng thống năm 2000 nghìn thì ông tái tổ chức lại cái cơ quan phản gián này và ông làm cho nó gì trực thuộc ông trực thuộc ông luôn trước đây nó thuộc bộ công an hay bộ nội an nội bộ 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 gọi là nội vụ đó sau này là làm tổng thống lại cơ quan nó trực thuộc ông luôn đó thì khi nó trực thuộc ông đó thì ông mới tái tổ chức lại và ông tái tổ chức lại trong cái cơ quan này nó có những cái thành lập những cái tổ những cái nhóm mà chuyên môn đi triệt hạ những nhắm bí mật nha quý vị nhắm vào những kẻ thù chính trị của ông Putin các tổ chức mà nhân quyền nó tố cáo đó và cảnh báo đó, FSB này đã từng dùng nghĩa là quyền lực của mình để mà hà hiếp cũng như tiêu diệt những nhà bất đồng chính kiến còn đối thủ chính trị thì quý vị khỏi lo rồi những cái vụ mà đầu độc rồi bắt bớ những nhà mà bất đồng chính kiến hay ứng cử bên đối lập của Putin mặc dù cho đến phút này thì không bao giờ ông nhận hết đó không bao giờ ông nhận hết mà ông chẳng có chối luôn nhưng mà quý để dưới thời ông là nhiều người bị ngay cả bây giờ vẫn còn ông Navalny đang là bị bị nhốt trong tù ông bị đầu độc đó đưa qua Đức chữa rồi đưa về rồi nhốt trong tù Rồi vì thế giới là lên án quá ông ấy cho ông cho nhốt trong tù đó. Thì cái cơ quan FSB này đó Nó là Tìm mọi cách Để mà Nó bảo vệ ông Putin Và đồng thời là nó theo dõi tất cả những ai Mà có những cái ý định nào không Mà lật đổ chính quyền Là có những kiểm soát hết Và đây quý vị thấy cái dây cái giây phút mà ông Gieo xin giống như giao cái chìa khóa cái gì đó cho ông Putin giao quyền đó. Thì trong cái cơ quan này Cái cơ quan FSB tôi đang nói Là nó có nhiệm vụ là gì Ngăn chặn Những vụ mà đảo chính Thậm chí vừa có ý định bảo chính Là chúng tôi triệt hạ Ngay từ trong trứng nước Ông Putin Ông còn lập ra một cơ quan khác nữa Đó là cơ quan FSO Có nghĩa là Cục Bảo vệ nhân sự liên bang à, giống như là sở mật vụ của mỹ đó cơ quan này mới ngầu cơ quan này là trực tiếp bảo vệ ông putin và nó có khoảng 20.000 nhân viên 20.000 nhân viên được đào tạo đầy đủ ngon lành và được coi là những ngự lâm quân thời vua chúa à, những đơn vị này là coi như canh gác bảo vệ ông Putin ngày đêm giống như những ngự lâm quân bảo vệ các hoàng đế thời La Mã Cổ. Đó. Và những người này rất tự hào khi được vào trong cái nhóm này, trong cái, cái cái, cái nhóm này. Đặc biệt đó, cái nhóm này, thưa quý vị, 20.000 binh sĩ này đó, ngự lâm quân này đó, quý biết sao, tuyển mộ là kỹ là đương nhiên, huấn luyện kỹ nhiên là gì? Tới 35 tuổi cho biến, 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 biến. tới 35 tuổi thôi không cho ở lâu ghê chưa 18 tuổi dụ tuyển mộ vô huấn luyện này kia ở làm dụ gọi cho học 2 năm đi 20 tuổi ra chỉ làm 15 năm thôi. 35 tuổi là biến không cho ở lâu họ không tin bởi ở lâu bắt đầu là, ở lâu là cái đầu đó bắt đầu là có sạn rồi không tẩy não được còn từ 18 tuổi đó, tôi tẩy não Chúng tôi tẩy não làm sao những ngự lâm quân này coi ông Putin như là vua, như là giấc đức gọi là rời ban xuống không giống kiểu như Donald Trump mà 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 ông tự khoe bảo tôi là rời ban xuống đó. Đó. Nhưng mà điều Donald Trump không có ngự lâm quân. <laughs> Putin thì không nói rời ban xuống, nhưng nhồi sọ cho những ngự lâm quân này tôi như là rời ban xuống để đưa nước Nga đi lên hào quang của những ngày mà xa xưa thời mà là Peter đại đế. 35 tuổi bắt đầu đầu có sản rồi không tẩy não cho bay được nữa cho, cho bay biến thưa quý vị làm sao giết ông putin được làm sao mua chuộc những người này được trong những cái nhóm này à, có những đơn vị nhỏ nhỏ Thấy không những người này đều được mang những loại súng đặc biệt và có những cái loại nghĩa là họ họ lập ra những cái tổ không? họ đi ông putin đi đâu là họ truy lùng họ đi lùng sụp tất cả các nơi mà ông putin đến ngay cả anh nào muốn bắt lén cũng không được luôn đương nhiên cũng giống như mỹ thôi nhưng mà cái nhóm này giữ hơn mỹ nhiều mỹ sở vật vụ đó, họ chỉ thề trung thành với tổng thống thôi à, không phải trung thành với tổng thống mà làm việc không để chính trị dính vô và không được uh, ngả theo tổng thống nào tức là coi như phục vụ nhân dân mỹ không ngả ông nào hết phải bảo vệ ông đó vì bảo vệ nhân dân mỹ nhưng mà cái nhóm mà ngự lâm quân này thì khác bảo vệ ông putin chứ mà bảo vệ nhân dân nga khác nhau chỗ đó và trong cái nhóm này thấy không có những người sẵn sàng chết vì ông putin và trong đây họ tạo ra một cái văn hóa không ai tin ai y chang được viên để mà ngăn chặn một cái sự phối hợp của bất cứ người nào mà hãm hại ông Putin. Tức là thấy thằng kia mà có vẻ nói cái gì đó. Chỉ cần nghĩ tới, nghĩ tới thôi nha. Mà một viện nó nói, ê, nói đùa cái gì đó. Putin này mà chết chắc nhìn đám ma đông người đi mà. Xong văn hàng, kỳ chứ chết. Đó. Nó tạo ra cái hơi một tí là báo cáo. Mà cái anh báo cáo là có, có công trạng ớn Ví dụ nó ghét thằng nào nói đó. Điều tra ghi là Dứt mà luôn, thà chết là muốn bỏ cho Biến liền Mà canh báo cáo là canh có công trạng Là có khi được tưởng thưởng, được lên Tất nhiên, cũng họ cũng phải kiểm tra Nhưng mà họ làm rất kỹ Tạo không khí nghi ngờ trong cái nhóm này Trong cái 20.000 người này Ngự lâm quân đó. Không anh nào dám nhúc nhích gì hết đó họ khi mà họ không tin nhau thì họ bắt đầu là theo dõi lẫn nhau họ để ý lẫn nhau cái này giống như hồi xưa <laughs> hơi thời uh, chính phủ việt nam bây giờ tôi giới bộ đội đó là có màn ngồi cái gì ghe, họp tổ dân phố họp với nhau, hàng tuần họp tổ dân phố còn trong các cái tổ chức chính quyền với quân đội thì họp phê và tự phê là tự tố cáo lẫn nhau tôi chê về đồng chí đây này không được nhau lúc nghiệm tổ dân phố vậy bà này ông kia không không đi họp nhé, nhà không đóng cửa nấu nướng nó để tôi lúc đó nghĩa là làm kiểu đó thì kinh quá tôi còn nhớ ở việt nam có cái câu tôi biết ở đây tay vách bạch thường liệu lời mà nói cho vừa lòng cái gì coi chữ chớ đừng ba hoa đó, nó báo cáo cái xác vực luôn nó ghê là kiểu này cũng như vậy thì chính cái này nó tạo ra một cái cơ cấu mà ngăn cản bất kỳ âm mưu nào chống lại ông Putin và nó đi từ dưới lên trên cho nên không có anh nào có thể mà gọi là vượt qua được bất kỳ anh nào mà làm chuyện gì là họ biết ngay họ sẽ được báo cáo ngay đó họ sẽ được báo cáo ngay rồi chưa kể nữa năm 2016 ông Putin thành lập một cái binh đoàn nó gọi là National hay là tiếng Nga nó gọi là Novadia, Rovadia vì vậy binh quốc gia chỉ để bắt những anh biểu tình bởi bắt đầu 2016 đó là các bàn tay ông siết chặt lại bắt đầu ông lộ ra cái cái cái, độc tài của ông thì bị người ta phản ứng người ta biểu tình lập ra National chỉ để bị đoạt men biểu tình và những anh nào mà ra ứng cử mà lộn xộn ứng cử mà gọi là chống lại đối thủ Putin là tôi bắt hay là tôi đàn áp đó và đặc biệt quý để ý khi mà chống những cái người mà gọi là đối lập với Putin không sử dụng quân đội Ngay đầu chương trình tôi nói không sử dụng quân đội bởi vì nếu để quân đội bắn vào người biểu tình hoặc bắn vào người biểu tình thì nó sẽ tạo ra cái xung khắc giữa người dân và quân đội và ta đó giờ cái gì quân dân tình quân dân như cá với nước mà anh khôn khéo với đó anh để cho lực lượng an ninh với lại mật bộ của anh đàn áp dân chứ không để quân đội anh vẫn giữ được quân đội trung thành với anh thấy chưa không để có đội dính vô, mà lập cái lực lượng an ninh riêng ngoài và lực lượng vệ binh quốc gia này cảnh sát này đặc biệt là nhóm ngự lâm quân hai chục ngàn người để bảo vệ làm sao lật đổ Putin được khó lắm mặc dù cái số người bia đi tìm cái chữ lật đổ Putin nó tăng cao hay đó là câu chuyện lý thú trong toàn gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin được biết được những gì sau